gia đình yêu thương của Út nha. Má ơi, tôi nói tính đi ngủ mà ngủ không được. Cái kêu nó quằn quằn những câu chuyện này, câu chuyện kia hoài, nó mệt quá trời. Nhất là nó mắc cười. Nó mắc cười mà nó không có thể nào mà ngủ được. Khánh thần thiên đụng ơi. Nằm mà mình suy nghĩ mình cảm thấy mắc cười, muốn muốn lộn gan lộn ruột luôn, mà không biết sao mà tập đoàn đồng sở hữu mà không cười được mà gồng được hay ha. Một bên á, cái nhà tính đi, một bên á, để em nói cái là ông nói vụng chen gia chốn ăn, một bên á làm một người cầm sắp giấy tờ, là bên ấy không có gì hết, toàn cái mấy bánh xèo không, bên đại diện phát ngôn cầm sắp giấy tờ đi, cầm sắp giấy tờ nè, còn bên đại diện phát ngôn á toàn là cầm giấy đề giấy nợ không. Vậy mà đòi thắng phiên tòa, giành nhà giành cửa, vậy mà đòi dành hết tài sản của anh tôi, của cậu tôi, là của tôi, vậy mà đòi tranh giành với con hợp pháp của người ta, giấy tờ hộ khẩu ba mươi mấy năm, thánh thần thiên độ môi. Ông biết ông cố nội bà cố nội luật sư nào mà tư vấn cho cô Sáu là nói là thắng 100%. Trời ơi, chắc mấy em cố nội bà cố nội đó cũng luật sư đó cũng ăn no à, cũng ăn no, kệ đi, của thiên cả địa mà, tiền của bá tánh thì bá tánh ăn lợi thôi, có gì đâu ha. Rồi Út nghe thông tin á, Út nghe thông tin á, làm ve kêu cô chiên về, cái cô mà anh giữ em đi, anh giữ em một lần thôi, một lần thôi cũng được nữa hả, không giữ hả, có bằng chứng không? Không có luôn hả. Đó là kêu cô tiên về đưa hết tất cả các ghi âm mà cô tiên đã ghi âm cậu, à từ con mớm cậu nói xấu con mớm, cậu nói con mớm lấy tiền này kia đó, tại vì lúc trước giờ cô Chiên là chuyên gia tung ra ghi âm để cho cộng đồng mạng hiểu lầm, nhảy vô tấn công mà nghĩ xấu thế này thế kia về, con mớm mà hỗ trợ cho mẹ con cô Sáu giành nhà giành cửa đó, thì nay thời khắc nóng bỏng rồi, thiên cơ đã định tới rồi, thời khắc đã định tới là thời khắc định mà cô Sáu với tập đoàn Kình Kền là vô gia cư bền vững, thời khắc đến này nên cô Sáu kêu cô Chiên về, kêu cô Chiên về để giúp đưa bằng chứng ra để hỗ trợ phiên tòa, tại giờ ông mấy ông tòa ông kêu là ông kêu Sáu với lợ xèo xèo đưa bằng chứng, cái Sáu cái xèo đó không biết, không biết nữa tòa ơi, em không biết. Nên nên kêu cô Chiên về, cô Chiên hỏng về. Cô Chiên khôn á, cô Chiên mà về là lụm luôn cô Chiên á, cô Chiên mà về là không chừng cô Chiên bị lụm luôn cái vụ án sao kê. À cô Chiên là cái người ăn nhiều cục gạch xây mộ nhất trong cái drama này, góp gạch xây mộ góp 2 tháng trời mà tiền ngoại tệ cả nhà nghĩ thì biết bao nhiêu tiền, mà nói cô Chiên á khôn hồn, cô Chiên ở bển, cô Chiên ở bển khôn hồn, giữ ở bển giữ thân giữ phận mình, có cô Chiên mà lò đầu lò mò lỡ mỏ về đây một cái nó còng đầu cô Chiên luôn nha cô Chiên, tôi nhắc khẽ cô Chiên nha cô Chiên. Đã kêu anh yêu sạc pin về, anh yêu sạc pin hứa tháng 7 về, hứa tháng 7 về cũng đâu có về, thà người đừng hứa, hứa sẽ về cô sao, hứa sẽ về cô về, bin ơi bin 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 ơi bin đó, đâu có về, hứa tháng này về tháng kia nọ về tháng Tết về rồi tháng 7 về tháng 7 cô hồn đảng về cũng không về luôn. Ngu hả, về trời ơi tôi thương yêu gì mẹ con về đâu về, tại vì mẹ con nó cùng lợi mê che giống nhau, mê che giống nhau nên dựa vô lợi dụng kiếm mớ kiếm được hàm răng, kiếm được hàm răng dưỡng già, có hàm răng ăn nước đá đồ cạp u môi đồ đỡ đúng không, rồi em có được số tiền dưỡng già rồi chập 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 chen chen với mẹ Sáu không trả tiền, nó ngu không dựa, trời ơi mẹ con nó dễ quá mà dễ ăn quá mà ngu không dựa, bây giờ kêu sạc pin về cứu mẹ con không, sạc pin nó sao, tao đâu có ngu, tao đâu có ngu, tao cứu mẹ con mày, mẹ con mày ăn nhờ đậu nhà người ta giành giật nhà ta, đi đem mẹ con mày qua đây giành cái nhà của nhà nước cho tao ở không, tao đâu có ngu, đem mẹ con qua đây chướng khí chướng mùa, tao đâu có ngu, trời ơi sạc pin sức mấy mà ngu, mà về đây mà lãnh mẹ con nghe. Nghe đâu phải là con sạc pin đâu, ngộ à, đời cũng ngộ ha, mẹ họ Võ, cha họ Nguyễn, con họ Lê. Ông hàng xóm họ Phạm.
Vậy dê là con ai kêu thánh tử? Làm ơn mà chảnh mình đi tìm dành cha của dê dùm, không tìm có thằng này đi tìm cha của Hồng Loan. Hồng Loan nó biết cha nó là ai rồi, cha nó mất rồi, cậu Năm mất rồi, hỏi tìm, trong khi con dê nó cần tìm cha tìm mẹ, nó tìm về cội nguồn lá rụng về cội mà không tìm, dùm tối ngày cứ lôi nhôi tìm ba Hồng Loan mà tôi khổ quá thám tử, và hơi thám tử. Làm ơn tìm dùm ba mẹ con dê cho nó tròn tuổi, ông bà tổ tiên của nội của ngoài nó đi, nó dành tài sản của ba nó đi. Làm ơn mà tìm ba đó đâu, cái nó dành tài sản dùm tao cái có đâu mà trời ơi, tối ngày cái bu bu vô ba tao hoài khổ rồi biết bao nhiêu mà nói trời đã. Đã cô tiên không về, con dê đang có một cái bí mật trong cái tem đưa ra là dê chuẩn bị qua Paris, à dê chuẩn bị qua bay qua Paris để né cái ngày 23 tháng 7 và 24 tháng 7. 24 tháng 7 là nghe nói vụ BH, 23 tháng 7 là tròn 15 ngày, à tròn 15 ngày xử cái vụ nhà cửa. Dê đang lên kế hoạch bay qua Paris y chang cái đợt thẩm định nhà, thẩm định đất. Dê cũng bỏ của chạy lấy người, bỏ con giữa chợ, người ta bỏ con giữa chợ, nó bỏ má nó giữa chợ đó, bỏ má nó giữa tòa, bỏ má nó giữa công quyền. Mà kỳ này không phải bỏ má giữa công quyền mà má đứng ra chịu mũi chịu xào đâu, mà má cũng liên lụy luôn. Tại vì cô xéo nói là quỹ ban cấp giấy tờ giả cho con mớm, tức là cô xéo đang vu khống chính quyền. Xử xong cái vụ nhà cửa tiếp tục chính quyền sẽ kiện cô Sáu tội vu khống bịa đặt cho chính quyền mà không có bằng chứng cơ sở. Cô xéo kỳ này cô xéo cũng bị đi xa luôn chứ không phải dê đà. Vì thế con dê, nó có hiếu lắm, dê con hiếu lắm. Khi mà dành nhà dành đất được rồi nó hưởng, còn dành không được phải để má nó lại bị làm kệ, má nó già rồi ăn giọng phá cũng nhiều lắm rồi. Bây giờ lỡ mà có bị ủ tờ cũng không có oan ức gì, cũng không có tiếc cái gì cuộc đời, đúng không? Cuộc đời của Sáu là ăn sung sướng dễ dàng, nằm ngửa càng ngửa banh càng banh bọng, ăn không đâu có làm đâu, mà giờ lỡ ủ tờ cũng đã đủ rồi, đã cuộc đời. Bởi vì dê bỏ của chạy đi người trước, dê qua bển tìm người để làm cho có bầu, nên cho có bầu. Nhớ cái dê mình giờ mình có bầu đẻ thì vừa sinh bé xong có bầu nữa, cái vừa đẻ có bầu nữa, có bầu dùng nào mà 80 tuổi ngưng, đừng có bầu 80 tuổi, lúc đó là coi như là án cũng quên rồi, ta cũng quên rồi đó, lúc đó ngưng không có bầu rồi, cũng thôi dẫn Sáu bệnh cũng Sáu vậy luôn. Hai mẹ con thai phiên nhau có bầu, má có bầu tới con có bầu má có bầu, má có bầu con có bầu, cứ đẻ nào sạch ruột có đẻ cho như gà mà đẻ trứng hàng ngày đẻ vậy đó là thoát khỏi ác sau kê đi. Chứ là thấy cái mùa này, cái mùa quýt cái mùa trăng này là không bao giờ thoát khỏi qua cái mùa quýt này, là hai mẹ con không bao giờ thoát khỏi ác sau kê. Còn 15 ngày nữa xử vụ nhà cửa, mà xong nhà cửa thì làm sao ta? Thân phận của Hồng Loan đã chứng minh, bên báo chí và bên công an Phú Nhuận đã công bố Hồng Loan chính thức là hợp pháp là con cậu, là tức là Hồng Loan đã lấy lợi danh dự, là lấy lợi cái quyền làm con, mà lấy lợi quyền làm con là Hồng Loan buộc những người này phải sao kê đám tang thuộc về cha của mình đó. Đây là cái thời khắc mà khán giả mong nhất nè, Út cũng vậy, mong cái thời khắc sao kê để dê và đồng bọn lên thách thức coi làm được thử coi đó. Bây giờ chuẩn bị làm nè, cái lúc mà nó chưa lấy lại thân phận, chưa lấy lại nhà cửa thì lên thách thức người ta làm được gì làm thử coi đó. Bây giờ nè, bây giờ chuẩn bị nè, thân phận rõ ràng, bắt đầu làm nè, làm thử coi nè. Còn chuẩn bị chuyện vui tới liên tiếp luôn. Có khán giả mới nhắn tin cho Út nè, Út ơi tôi lo tôi sợ Sáu sẽ làm bùa nhà trong mớm nữa. Không sao cả nhà, không sao, tại vì nhà có của quyền thất tổ, ông bà tổ tiên với lại thờ Phật là bùa không có vô được cả nhà. Người nào tâm tà mới vô bùa được, còn khi nào mình ở nhà giống Út nè, thờ của quyền nè, mẹ Quan Âm nè, bị ai bảo bùa vô cũng không vô được, tại vì của quyền với mẹ giống như mình, khi mình về tới nhà là chiếu hào quang cho người mình đó, là không có người nào theo mình được hết cả nhà. Yên tâm, tại khán giả thương Hồng Loan quá, khán giả nhắn tin cho Út ơi, có khi nào Hồng Loan bị bỏ bùa nữa không? Không sao, kỳ này có cậu theo rồi, cậu theo đặc biệt nữa là của quyền thất tổ, ông bà tổ tiên nữa theo mình là không bị gì hết nha. Khi nào cái tâm chúng ta mà hỗn độn, tâm chúng ta mà bậy bạ là dễ hấp thu những cái loại bùa ngải lắm. Tại vì tâm tà hút tà, cái gì giống nhau thì nó hút nhau. Người chơi trẻ hút người chơi trẻ, người tốt hút người tốt, người mà làm lương lẹo hút người lương lẹo, người mà thủ đoạn hút người thủ đoạn, người mà lợi dụng hút người thủ đoạn lợi dụng đó. Cái gì nó giống nhau thì nó sẽ hút nhau. Khi chúng ta suy nghĩ thoáng cuộc đời thì sao ta thấy thoáng, chúng ta sẽ có ngày râu rỉ thì chuyện xấu tới hoài đó. Bởi vậy cứ vui vẻ đi. Vui vẻ ngày mai ai biết sẽ ra sao. Sao ơi, con Sáu sang sông rồi, con Sáu sổ lòng đi ủ tờ luôn. Nhớ Sáu con Ni nói câu Sáu là sao?
dễ ăn của ngoại quá, mà Sáu có gì đâu dễ ăn. Trời, Sáu là bà ngoại, mà bà ngoại của con của Gia, mà giờ con Gia cũng không hưởng gì bà ngoại nó. Bà ngoại nó có gì đâu, có cái đít không với cái thẹp không, mà có gì đâu ăn mà dễ ăn của ngoại Sáu. À, tờ kêu Sáu á, đưa tờ đưa bằng chứng. Ừ, tờ kêu Sáu là đưa bằng chứng đúng không, mà Sáu đưa toàn giấy đề không, giấy nợ không. Ông tờ hỏi này gì vậy, nó đó thì bằng chứng đó, bằng chứng đó. À, à tờ kêu là đưa bằng chứng cái xèo cái làm đại diện phát ngôn. Trời ơi, công nhận đại diện phát ngôn của phe đào sở hữu đẹp hú hồn. Đại diện phát ngôn của phe đào sở hữu sáng mặt sáng kinh khủng luôn, cái mặt có tiềm năng dễ sợ, mặt có tiềm năng ủ tờ dễ sợ. À, xèo cái rồi sao à, gì đó bằng chứng đó, ông tờ nó bằng chứng đâu, thì đó bằng chứng là nguyên băng tụi tôi ăn nhở đậu đó, ăn trực ăn nhở đậu 2 năm nay là bằng chứng đó. Cái xe cái đó sao, trời ơi ông tò ông kêu đưa bằng chứng thì đó bằng chứng 2 năm người ta ở chưa ở ăn nhở đậu, mà ông cứ kêu bằng chứng hoài, kêu gì dễ dễ không, kêu bằng chứng khó có đâu đưa, không có bằng chứng có đâu đưa. Một năm mấy nay à, cái Sáu cứ hẹn với ông tò là à, vài ngày cũng có bằng chứng, vài ngày cũng có bằng chứng, mà mấy lần như vậy cơ quan chức năng mờ kêu Sáu là cung cấp bằng chứng, mà mấy lần hẹn đi hẹn lại cung cấp, mà tới nay tới giờ này gần một năm mấy chuyện gần xong rồi mà tiếp tục tò kêu cung cấp chứng cứ, lại nói là 15 ngày nữa, vài bữa 15 ngày nữa khỏi, ông tò đó khỏi cung cấp chứng cứ nữa. Nhà của ai là trả người đó, bây giờ chứng đâu, Sáu còn có chứng ở đâu cơ cứ ha. À, ông tò kêu đưa chứng cứ em, không có, có không có chứng cứ, không có gì hết trơn. Trời ơi, mà vui ở nhờ dành nhà chơi vậy thôi à, dành được thì ăn được thôi, chứ có chứng gì đâu cứ, cứ đầu chứng đầu cứ, mà cứ đầu chứng. Cứ vậy đó, có đầu cung, cung đầu muốn cần đâu, có đầu cung là mà đưa, có chứng cứ là mà đưa. Cái ông tò này cũng kỳ cục, hỏi hoài đó, người ta có chứng cứ, cứ hỏi chứng cứ hoài, người ta ăn nhờ ở đậu là dành đại mà cứ chứng cứ đầu chứng cứ hoài. Ni thì cầm một sắp giấy tờ nè, Ni cầm một ôm giấy tờ chứng cứ là, còn xèo cái á không có cầm theo gì á. Cầm theo gì không, cầm theo khẩu trang. Cầm theo khẩu trang vô trong tòa, ông tòa đưa chứng cứ hả, cái gì chứng cứ hả, không biết, không biết tòa ơi, không biết mấy chú ở xanh ơi, không có biết. Vậy dành nhà chi, dành đại mấy chú ơi, chứ không có biết, không biết. Giờ dành không được trả lỡ mấy chú ơi, chứ không có biết chứng cứ là gì, chứng cứ là gì ai mà biết. Ông nằm ông ngủ mà ông suy nghĩ, mà ông nằm ông cười hoài. Bà ơi, người ta là con của người ta, đứng cha người ta đứng hộ khẩu 37 năm, còn người ăn nhờ ở đậu, ăn nhờ ở đậu mà nhỏ em dâu không được công nhận, mà vô làm đại diện phát ngôn rồi đầu dành nhà dành cửa với người ta. Một người ăn nhờ ở đậu giấy tờ rõ, một người ăn nhờ ở đậu còn người giấy tờ rõ ràng làm con của ông đó, mà vô dành nhà dành cửa gia đình ruột thịt, mà phải chi mình sống đàng hoàng tử tế, mình mần mình hùng căn nhà đó không có, mình ăn mình phá biết bao nhiêu tài sản của ba nó. Nếu mà 6-7 mà không phá đó ha, tới giờ này mà quy ra tài sản mua đất mua đai, bây giờ Hồng Loan nó già không ông Ngọc Dượng, nó già ông Ngọc Dượng, chỉ Bông chỉ là cái móng tay nó thôi. Nếu mà tập đoàn kình cần không phá, bây giờ chỉ Bông chỉ là ngón tay của Hồng Loan thôi, nó già đến mức đó đó. Đó, vậy mà giờ đòi nuốt căn nhà ta, dành nhà cho ai, dành nhà cho cháu họ Lê, dành nhà họ Võ. Trời ơi, má của họ Lê đâu sao mà họ Lê không dành, ba của họ Lê đâu sao Lê không dành, mà dành dòng họ Võ, tôi họ Võ đâu, tôi còn chưa dành, tôi chạy quá dành. Bây giờ nhiều người nói cái mặt cũng giống Hồng Loan cũng chừng, giống con của Nam cũng chừng. Trời ơi, tôi nhớ đang nằm ngủ mà nó nhớ chực xèo cái tò kêu đưa giấy cái mặt xèo cái giống như là bị đứng hình nữa nha, giống như tò ông kêu mà đưa chứng cứ cái mặt xèo cái đứng giống như chết đứng giữa bờ, giống như từ hải cái đứng giữa bờ, cái mặt mà nó đơ như cái cơ gì nghe. Gì chứng cứ hả, sao chứng cứ đâu, không có hả, không có anh tò ơi, ai biết chứng cứ là gì, đâu biết đâu, nó hoài ấy. À, có cái bình luận nói thế này, à, Hồng Loan đang gặp nguy hiểm, à, vì Hồng Loan bây giờ chính là chủ nhà, mà Hồng Loan chủ nhà tức là 6 và 7 là hàng thừa kế thứ nhất đã. Giờ lội bỏ cậu Năm ra, Hồng Loan là chủ nhà rồi, bây giờ kình kình nó công nhận Hồng Loan là chủ nhà rồi, có nghĩa là 6-7 là hàng thừa kế thứ nhất đã. Có nghĩa là bây giờ Hồng Loan rất là gặp nguy hiểm, Hồng Loan nên cẩn thận trong mọi đường đi nước bước bây giờ, tại vì tụi nó bây giờ hết đường chạy rồi, hết con đường binh rồi, nó có thể làm bất cứ chuyện gì. Có một khán giả nhắn tin cho vậy ha, nhưng không, cả nhà yên tâm đi, mọi cơ duyên mọi căn cơ trong cuộc đời đã được định đoạt. Thí dụ chúng ta gặp sự cố để mà mất
bỏ cái mạng này thì do kiếp trước chúng ta bị làm cái gì đó hoặc hoặc thế này thế kia, còn còn bản thân chúng ta đang an toàn là mãi mãi an toàn, dù do họ dùng mọi chiêu trò tất cả cũng không làm được cho chúng ta, tại mọi số mạng chúng ta đều được quy định tới thời khắc đó là chúng ta đi. Cái nhà đừng có Út biết cả nhà thương Hồng Loan nên cả nhà lo mấy chuyện xa xôi vậy thôi, nhưng mà không có, đâu phải con người ta muốn ẹt người đó ngủm là ngủm đâu, hay là muốn hại người đó là hại đâu, không có cả nhà. Nếu mà như vậy là xã hội mình nó lợn hết đó. Nhưng mà đặc biệt Hồng Loan phải cẩn thận nha, cẩn thận, họ đến giây cuối cùng rồi họ có thể làm bất cứ mọi thứ gì hết, tại vì những người này có những chuyện gì họ cũng dám làm. À, một năm mấy nay cả nhà nhìn thấy không, chuyện gì bên kình kình cũng dám làm, mướn người ẹt mi luôn thì cả nhà biết cái độ mà manh động của họ cỡ nào. Bởi vì cái khán giả lo cho Hồng Loan là chuyện không có thừa, bởi vì thế Hồng Loan từ nay đi đâu phải có Hải theo, hoặc có Ni, hoặc có vài người theo, chứ không được đi một mình. Và đặc biệt đi đâu trước khi đi không được báo trước ngày mai mình đi đó, ngày mai mình đi đây này kia, đặc biệt đi phải có Hải theo hoặc có thêm vài người theo. Tại bây giờ trong cái thời khắc này họ sẽ làm bất cứ chuyện gì để mà hạ gục Hồng Loan, tại vì ngoài cái chuyện mất nhà mất cửa ra họ còn phải vướng vào á sao kê, mà vướng vào á sao kê thì họ gỡ lịch người nào nấy là tệ lắm, là năm cuốn lịch đó, vì thế họ sẽ chống trả tới giây phút cuối cùng. À, họ giống như làm gì chẳng chết thì gì vua chết chẳng băng hà đó, y chang vậy đó. Đà, thì Hồng Loan nên cẩn thận từ xếp tới đường đi nước bước của mình đi đâu, mình làm cái gì, không nên báo trước cho người ngoài biết là ngày mai tôi sẽ đi đâu đi đây đó, đừng bao giờ báo trước. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà đối với tập đoàn đồng sở hữu thì họ đã thể hiện một năm mấy nay thì biết họ manh động cái nào, họ bất nhẫn cái nào, thì cái chuyện mà khán giả lo cho Hồng Loan thì không có thừa đâu, muốn nói thiệt đó nha, không có thừa đâu. Bây giờ nếu mà nè xong nhà cửa nè, phải họ ủ tờ không, mà họ ủ tờ là kết thúc cuộc đời không, mà có kết thúc cuộc đời họ thì họ ôm hận đúng không, họ sẽ chơi tất tay với Hồng Loan, chơi một lần họ ủ tờ cũng được, phải trước sau gì họ cũng ủ tờ, giờ chơi một lần ủ tờ luôn đã. Ve yeah, thì trên 10 cuốn, trên 10 cuốn, ve yeah, với lại Oxin trên 10 cuốn, còn 6, 7 rồi chắc già, chắc 3, 4 cuốn thì cũng đi rồi, 3, 4 cuốn thì chồng cũng đi xong rồi, không cho cần cho nhiều đâu, chừng 3 cuốn là 6 đi rồi, thứ mà ham ăn biến làm, ăn không ngồi dội 6 rồi vô chồng cực khổ quá, chừng 3 cuốn là 6 đi rồi đã. Vì thế Hồng Loan nên cẩn thận, đi đâu đừng có nói, và đi đâu phải báo cho chồng mình biết đi theo, hoặc đi theo vài người, Ni cũng vậy nữa, Ni cũng vậy, Ni đi đâu không cần báo trước với ai, và không cần phải nói mình đi đâu, làm gì. Đó, trong thời khắc này thật các nhạy cảm rất là quan trọng, tại vì Ni là một cái mắt xích quan trọng, nếu không có Ni thì họ sẽ leo lên đầu lên cổ Hồng Loan ngồi, nếu không có Ni thì cái bọn quay xe nó sẽ hỗ trợ tấn công Hồng Loan ngay. Vì thế Ni và Hồng Loan bây giờ tình trạng mình phải lúc nào lúc ẩn lúc hiện là không cho biết mình ở đâu và làm gì. À, đúng cả nhà, đúng không, đúng không, đúng, đúng cho đúng ha. Nè, như Linh Tý mới lên một bài viết nè, triệt tiêu hàng thừa kế thứ nhất, nghe xong em đã quá hoảng sợ, lao thẳng vào cầu tiêu và làm một cú thật triệt để, là rẹt rẹt bờ rọc rọc đó, là có người nhắn tin cho có rất là nhiều khán giả nói luôn, kể cả nói với Út luôn là Út ơi cẩn thận nha, Hồng Loan bây giờ nó làm chủ nhà mà hàng cái thứ nhất là gia đình xè xè khọt khọt với lợi sáu ha, bởi vậy triệt tiêu hàng thứ nhất là họ sẽ hưởng đó. Cái câu chuyện này hôm nay khán giả nhắn tin cho Út nhiều lắm, nhiều người phân tích một cách, khán giả nhiều người phân tích cho Út biết điều này điều kia, nhưng mà đó là sự lo lắng khán giả. Nhưng mà cả nhà yên tâm đi, trên đời này còn có luật pháp, luật chờ, luật đời, với luật sư Ngọc, bản lĩnh của luật sư Ngọc đã biết chắc tình hình thắng, giờ người ta mới theo đuổi một năm mấy nay, chứ không ai mà rảnh mà ôm một cái vụ án mà nó mong luôn như là cuộc đời của Sáu, nó mong luôn như cuộc đời của Sáu, và mong luôn như cuộc đời của Ve, và mong luôn như cuộc đời của Xèo Xèo vậy. Luật sư Ngọc là một người, cái nhà nhìn chuyên môn đi, tác nghiệp, nghề nghiệp, phong cách, đạo đức, người ta là nhìn đã biết là phần thắng thuộc gì con bớm rồi, nhưng phải cẩn thận, cái gì cẩn thận cũng nên hết. Trong thời buổi nhạy cảm này còn 15 ngày nữa, tìm chứng cứ ở đâu ra? Trời ơi, ta kêu đưa chứng cứ, bà nội ơi, bà nội đưa toàn giấy đề với giấy nợ không. Trời ơi, đưa đại diện phát ngôn bên Hồng Loan đẹp, Ni đẹp, vừa đẹp người đẹp nết, đẹp xuất thần luôn, mặt mày sáng sủa. Còn đại diện phát ngôn của Sáu, trời ơi, nhìn cái muốn nghe nè. Con nghe nè. Nghe vô toàn rồi, con nghe nè.
ta cầm một sắp giấy tờ nè, còn sáu sáu với xèo xèo cầm người cái khẩu trang. Thánh thần ơi, anh Biên đâu, cô Chiên đâu, anh em về có hai tuần để thăm anh, anh muốn nghe gì em mới chiên hết trời, em giận em đi luôn, em về cứu cứu dê luôn. Cả nhà vậy mà cũng bọn quay xe, vậy mà bọn quay xe cũng có một niềm tin, nhất là con he tay xanh. Nó nói là 15 ngày nữa cô Sáu nó sẽ về nhà ở, mà nó quên nói với Út là về đâu, qua Duyên Bình Dương, Bình Hưng Hòa, hay là T30, hay là Khám Chí Hòa, hay là Bình Dương, Tân Nguyên Bình Dương gì đó, quên. Mình phải viết rõ ràng rồi sao Sáu về đâu. Trời ơi, công nhận heo, công nhận heo ăn ba cái cám mà trời ơi, công nhận lòng tin mãnh liệt. Ngày mai Sáu sẽ đi xa rồi, sao ơi đi nhé Sáu ơi, lòng buồn chơi vơi, con giờ đây tiền Sáu lên đường, ngày mai Sáu sẽ mệt quá dẹp nghỉ khỏe. Trời ơi trời, Sáu anh có niềm tin sao không, không có dọn đi đâu hết, sẽ dọn về căn nhà đó vì thờ phụng hương khói cho anh Năm của tôi, không có chuyện dọn đi đâu hết. Cậu Năm ông nghe mà chuẩn bị về, ông chạy ba hồn chín vía, ông đật đật ông kiếm người phù trợ cho Hồng Loan chiến thắng lẹ lẹ đó, không có chuyện dọn đi khỏi căn nhà đó. Bởi vậy Sáu với Ve mua cái nhà gần đó đó để mốt dọn qua nó về cho nó dễ. Trong tủ lạnh, cái tủ lạnh rất là nhiều cái bí mật, mê mốt dọn ra Loan giùm đi, có nghe cái clip Út dọn ra là phải nhờ chính quyền nhờ chính quyền làm chứng để được kiểm kê trong tủ lạnh có cái gì. Mà tại vì cái nhà của tôi, mà tủ lạnh nằm trong nhà tôi, có nghĩa là tài sản trong tủ lạnh cũng là của tôi. Mà tôi nghi ngờ là hai mẹ con của người này ăn cắp đồ của tôi bỏ vô tủ lạnh. Tôi muốn cơ quan chính quyền làm chứng, tôi mở cái tủ lạnh ra có cái gì chẳng. Đó, được quyền hết, được quyền hết. Út sẽ nói chuyện với Ni đó. Là cái tủ lạnh bây giờ ông tờ chứng minh là nhà của Hồng Loan, thì tủ lạnh nằm trong nhà Hồng Loan, thì tủ lạnh của Hồng Loan, thì Hồng Loan có quyền nghi ngờ ở trong tủ lạnh là lấy đồ của tôi bỏ đẫm mở ra. Nếu mà trong đó chịu có vài tỷ thì tiền này tiền của ai? Ve nói là tiền của Ve, Ve hãy chứng minh số tiền này Ve làm từ đâu mà có, trong thời gian những ngày đó làm cái gì mà có tiền. Ve nói là Ve đi hát đâu, hợp đồng ca hát đâu, hát cái gì mà 3-4 ngày mà được 5-6 tỷ bạc, ở đâu ra? Lầu ra liền đó, lầu ra liền, rồi lầu thêm một số kỹ vật của cậu nữa. Tại sao kỹ vật của ba tôi lại nằm trong đây, quy vô tội ăn cắp đó, dính cháu. Trời ơi, ngoài cái chuyện bị dính án sao kê, còn dính cái tội ăn cắp đồ kỹ vật của người sống và ăn cắp đồ của ba người ta nữa, mới ghê chứ không phải giỡn đâu. Ni để Út nói chuyện với Ni, Út nói chuyện với Ni cho cái vụ này tủ lạnh rồi. Tủ lạnh nhiều tiền lắm, cái nhà tính ông đây tủ lạnh nhiều tiền lắm. Trời ơi, chưa có tẩu tán thì thời kịp, tại vì họ nghĩ là Hồng Loan chưa có thai ổ phá nên lật đật đi Vũng Tàu chơi ăn mừng chiến thắng là định chuẩn bị chiếm nhà rồi ăn một số tiền đám tang nữa. Nhưng mà nào ngờ cậu đưa đi tới cao cơ, trong lúc mẹ con đang hí ha hửng đi ta tưởng tắm biển ở ngoài Vũng Tàu á, ở nhà đi thai ổ phá, mẹ con về đi thai ổ phá rồi vô nhà không được, mà vô nhà không được là không có tẩu tán số tiền ở trong tủ lạnh kịp, bởi vì thế trong tủ lạnh vẫn còn tiền. Cái nhà cái lúc mà lỡ mà kìa mà kiếm đếm tiền trong nhà không, là lúc đó có máy quay bên Hồng Loan và bên chính quyền luôn, nên Ve không dám mở tủ lạnh nó ra. Tủ lạnh nó tiền rất là nhiều trong đó, Út chắc chắn 100% luôn, tủ lạnh nó tiền rất nhiều luôn. Cả nhà tin Út đi, tiền rất là nhiều tủ lạnh luôn, tại vì họ tính đi Vũng Tàu về là phải tẩu tán số tiền đó. Với là họ ý là Hồng Loan nó khờ, nó hiền, nó không bao giờ mà đuổi được khỏi nhà đâu. Với là họ ý tờ di chúc miệng, có Hồng Loan nó hiền lắm, chỉ cần hù tờ di chúc miệng là nó cho đồng sở hữu ngay đó, hù một cái là nó yếu bóng vía liền. Mà nào ngờ Ni xuất hiện, Ni thai ổ phá, họ trở tay không kịp, khi mà đi Vũng Tàu tắm biển về bị nhiễm muối trở tay không kịp đó, trở tay không kịp, cái giờ nó dính tiền trong đó luôn. Rồi cái nhà mà lỡ dọn á, biết bao nhiêu cặp mắt quan sát có bên Hồng Loan, bên chính quyền, làm sao mở tủ lạnh lấy ra hỏi ủa tiền ở đâu mà chị nhiều như vậy, một năm mấy nay chị không đi hát đi hò, tiền ở đâu mà chị có như vậy đó, lòi ra ngay đó. Rồi cái tủ lạnh mới ghê đó, cái tủ lạnh mới ghê cái nhà đó. Rồi chờ 15 ngày đó nha. Trời ơi, con heo tay xanh nó kêu chị bông 15 ngày nữa mua nhà cho Sáu, mà bản thân của nó không có nhà. Bởi vậy trong giai đoạn này là rất là quan trọng đó nha, rất là quan trọng ha. Đi với Hồng Loan cẩn thận vẫn là hơn đó, tại vì khi mà
họ họ bị dồn người cung đường cùng, họ phải làm tất cả mọi thứ để chống trả lợi, dù trước sau dù cũng phải ủ tờ thôi, nên làm đã cái nư luôn, vừa cái bụng luôn. Đã trời ơi, cô chiên gì cứu anh là biên gì cứu, ghe chạy đi, ghe chạy qua Paris đi, qua Paris đi xu viện quốc tế chốn nữa đi, bỏ má mà đi, bỏ má mà đi, má gì sống gì không có ích gì, chứ không để tiếng thơm để toàn tai tiếng cho mình không, bỏ đại luôn đi. Đã em ghe có hiếu lắm, mỗi lần mà những cái thời khắc quan trọng là nó bỏ má nó mình là nó có hiếu lắm. Trời ơi, vậy tối ngày cái cô Sáu chửi Hồng Đô là bất hiếu hoài à, trong khi con mình có hiếu vậy sao, má chà có hiếu luôn. Thôi chào nha.